Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 12 Những hòn đảo trên vịnh Hạ Long, tuần số 6 và bài tập môn tiếng Việt lớp 5, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 46 nào. Chúng mình sẽ cùng vào cái phần viết này. Quan sát phong cảnh. Như vậy thì yêu cầu này. Quan sát một cảnh ao, hồ hay là sông suối hay là biển đảo và ghi lại kết quả quan sát. Đấy, như vậy tôi cho mình này, có thể là ao hồ này, có thể là sông suối này, cũng có thể là gì? Biển đảo này. Đấy, vậy thì các em ở gần cái khu vực nào thì chúng ta nên sử dụng nó. Chẳng hạn có em sẽ ở ao hồ, các em ở sông suối, các em lại ở biển đảo. Được chưa? Mình vào bài số 1 nhé. Chọn phong cảnh theo yêu cầu để quan sát và ghi lại kết quả quan sát. Đó. Ví dụ người ta làm mẫu này. Lưu ý này, khi quan sát phong cảnh thì cần sử dụng các giác quan để nhận biết. Chúng ta có 5 giác quan, đúng không nào? Đấy. Đặc điểm của phong cảnh, nhìn ngắm hình dáng này, màu sắc này, nghe bằng âm thanh này, ngửi bằng mùi, mùi hương, vân vân. Ok không nhỉ? Đấy, vậy thì giờ chẳng hạn như chúng ta sẽ có tiếp này. Đặc điểm chung của phong cảnh, rồi đặc điểm của từng sự vật hiện tượng. Đấy, vậy thì chúng ta có cái đặc điểm chung của phong cảnh là gì? Đúng không? Rồi đặc điểm của từng cái hiện tượng sự vật đó là gì? Thì cái này người ta làm gì? Gợi ý. Ok không nhỉ? Ok không? Đó. Như vậy bây giờ mình sẽ chọn một cái đi. Chẳng hạn chúng ta sẽ chọn là gì? Biển đi nhá. Đấy, chúng ta sẽ chọn là gì? Cái cảnh biển đi. Cảnh biển quê em. Đấy, cảnh biển quê em nhá. Ok không nhỉ? Ta sẽ chọn cái này nha các em. Cảnh biển quê em. Rồi, vậy thì khi chúng ta chọn cái cảnh biển quê em á, thì chúng ta sẽ có cái đặc điểm chung. Đặc điểm chung tức là gì? Là cái mình sẽ quan sát toàn gì? Toàn cảnh nó được. Đúng không? Mình nhìn bao quát chung được. Rồi, chẳng hạn như đặc điểm chung mình có thể quan sát được là gì? À, nó yên tĩnh. Hay là gì? Hay là ồn ào. Đúng không? Đấy, yên tĩnh hay ồn ào này. Được chưa nhỉ? Rồi, nước của nó ra sao? Ok không? Ok không nhỉ? Được không? Đấy, thì đây là những cái chúng ta gọi là gì? Đặc điểm chung. Thế còn đi vào đặc điểm riêng từng cái sự vật hiện tượng ở cái cảnh biển quê em á, thì mình sẽ có này. Chẳng hạn như cảnh vật này. Cảnh vật ở đây á, thì chúng ta sẽ chia ra. Cảnh vật xung quanh biển thì thường là có những cái gì? Đúng không? Có sóng. Sóng biển nè. Rồi bầu trời nè. Đúng không? Rồi bãi biển nè. Đây là gì? Những cái cảnh vật. Đúng không? Thế hình dáng. Hình dáng của biển thì như thế nào? Đấy, chúng ta liệt kê vào đây. Được không nhỉ? Được không nhỉ? Hình dáng nó ra sao? Thì mình liệt kê nó vào đây. Ok. Hình dáng của biển thì như thế nào? Có dữ dội không? Đúng không? Hay là gì? Mềm mại. Đấy,
mại hay là gì, hay là rất là dữ dội, đúng không nhỉ? Đấy, hình dáng của nó. Thế màu sắc thì chúng ta có thể là có gì, màu của nước biển ra sao, màu xanh hay màu gì. Rồi âm thanh của nó là gì, ồn ào hay là yên tĩnh, đúng không, vân vân. Rồi thế còn hương vị, à hương vị thì chắc chắn là gì, mình sẽ cảm nhận được nó là mặn hay là gì, hay là cái vị khác, đúng không nào. Đấy, tùy bạn. Ok, vân vân và mây mây nhá. Rồi như vậy thì đây là những cái người ta gợi ý và thầy cũng gợi ý cho chúng ta. Và đến phần 2 này, em muốn tả phong cảnh mình lựa chọn theo trình tự nào và giải thích cho vì sao. Đấy, vậy thì thông thường á, thì chúng ta sẽ tả cái phong cảnh theo một cái trình tự. Đó là gì? Đó là gì nhỉ? Từ cái chung, đúng không? Từ cái chung đến gì? Đến cái riêng. Vì sao nhỉ? À vì, vì sao? Vì qua cái trình tự này thì cái người đọc đó sẽ cảm nhận được cái phong cảnh, đúng nào, mà ta miêu tả nhé. Ok, rồi chúng mình đến cái phần nói và nghe này. Đó là bảo tồn động vật. Như vậy cái phần biển này này, chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái tuần số 8 nữa các em. Mình sẽ có một cái bài chi tiết hơn, tả nó sẽ rõ hơn. Đây chúng ta chỉ làm quen thôi. Sang phần nói và nghe nhé. Bảo tồn động vật hoang dã. Dựa nội dung đã chuẩn bị ghi lại những thông tin mà em muốn trình bày trong nhóm theo cái gợi ý sau. Đấy. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ làm ở đâu? Trong nhóm của mình. Đấy, trong nhóm của mình. Nhóm mình có thể là gì? Ba bạn, năm bạn, đúng không? Có thể có nhóm lớn, 8 bạn. Ok. Rồi chúng ta sẽ trình bày là gì? Thực tế về động vật hoang dã này. Rồi các hoạt động chúng ta cần làm này, đúng không? Sau đó chúng ta ghi lại các ý kiến thống nhất của cả lớp về bảo tồn động vật hoang dã. Những cái phần này chúng mình có thể tự làm không nhỉ? Đấy, thực tế hiện nay thì động vật hoang dã đang ở cái nguy cơ như thế nào? Đấy, các em có thể chắt lọc các cái thông tin để chúng ta viết được không nhỉ? Đấy. Rồi và các cái hoạt động chúng ta cần làm đó là gì? Phải bảo tồn và giữ gìn nó để tránh là gì, rơi vào tay của những cái người mà săn bắt động vật hoang dã, phải không? Rồi sau đó chúng ta sẽ thống nhất cái thông tin này trước lớp nhé. Tất cả những phần này thì các em có thể tự làm ở trên lớp. Ok, như vậy thì cái tuần này chúng ta tạm dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong cái bài số 13 của tuần 7, mầm non.